Thưa quý vị, tình hình này chắc có lẽ là không ổn quý vị. Tại vì mình càng đi sâu á thì mình càng đi thấp xuống những cái tàn cây thì mình khó định hướng quý vị. Tình hình là khó rồi. Tại vì cách đây 3 năm á là tôi thuê người quý vị. Tại vì hai cái người thợ rừng á thì họ rành cái đường hơn. Nhưng mà hồi nãy giờ tôi canh hướng gió mà bây giờ cũng trời gió im bặt luôn quý vị. Bây giờ là tôi lạc vô cái đoạn này là hết lối đi. Tới đây là cái mỏm đá đây nè. Hết lối đi. Đó. Ở dưới nữa quý vị, đó là cái thung lũng rồi. Bây giờ mình càng đi xuống dưới thì mình càng sẽ bị lạc và mình càng không có định hướng. Bây giờ chỉ có quay lại quý vị. Rất là tiếc khi mà ngày hôm nay tôi đã thực hiện video mà ngôi nhà mát của vua Bảo Đại cũng như là hai cái căn nhà làm bằng đá đó quý vị, để cho các quan toàn quyền ngày xưa của Pháp á, họ lên đây họ săn bắn. Nhưng mà rất tiếc là khi mà không tìm lại được cái vườn trà. Thời điểm tôi đi á là cây tràm á quý vị, họ trồng là cây tràm con. Đó. Bây giờ thì xuống đoạn này không phải là cái chỗ mà tràm đâu quý vị. Tràm thì trồng ở danh quanh cái doanh trại quân đội. Còn xuống từ dạt dưới này trở về xuống dưới này á, là rừng tự nhiên, chủ yếu là các cái rừng tre, nứa, lồ ô, rừng chòi. Đó quý vị. Quá mệt. Quá uổng. Thì chắc có lẽ là chỉ hẹn lại quý vị là chờ một cái dịp khác tôi lên đây rồi liên hệ lại những cái người thợ rừng đó để cho quý vị biết được những cái cây trà có từ thời vua của Bảo Đại. Bởi vì không phải là cây trà thì nghe nó bình thường quý vị, nhưng mà cây trà này đây là một cái giống rất là hiếm, và tới thời điểm hiện tại thì giống trà này là hầu như là chỉ còn những cái gốc này thôi. Ngày nay thì trà chúng ta đang uống đó, trà nó người ta đã làm ra những cái giống mới rồi. Trà ngày xưa là một giống trà cổ, một giống trà truyền thống, nếu mà gốc cả trăm năm nó cũng tương tự giống như là quý vị biết cái trà tuyết sang gì ở ngoài miền Bắc đó quý vị. Ê, trời ơi quý vị ơi, chết rồi, tôi thấy rồi cái gì rồi quý vị ơi. Ôi ơi, chết rồi, ôi ơi, khủng khiếp ơi, trời ơi, trời trời quý vị ơi, trời ơi. Trời ơi là trời. Quý vị có thấy cái gì mà quý vị, tôi thấy không quý vị? Trời ơi. Trời ơi là trời. Trời ơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không được rồi. Này là này là rắn rắn độc. Này rắn hổ rồi. Trời ơi, dài lắm. Ấy. Ê, ê, khéo khéo. Bỏ ra, chết rồi. Vậy là nó nằm đâu khu xung quanh đây. Cái cây đâu này, cái cây đâu này, phải cầm cái cây đó này, thủ cái cây. Trời ơi, nãy giờ tôi không để ý quý vị. Trời ơi là trời, bự quá rồi quý vị ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi là trời. Ôi, coi quý vị coi nè, con này là con gì? Trời ơi, rắn này rắn gì quý vị? Trời ơi, cái này là giống như là cái phần ức nè, mà cái dải ức là một cái nốt dải bằng ngón ngón tay tôi luôn quý vị. Trời ơi, ấy, trời ơi, trời ơi là trời, chết rồi. Vậy là nó khu vực này nó đâu đây? Thủ, vậy là nó đâu đây? Nó mới lột đây nè. Không, để coi lại kỹ cái quý vị. Hình như này cái vỏ này lột cũng lâu rồi, cũng lâu rồi nè, lá nó lấp lên. Trời ơi, trời ơi, đâu quý vị ơi, trời ơi, cái ức nó nè. Trời ơi, hai cái đốt này nè quý vị, là nó bằng cái cổ tay tôi luôn rồi nè. Trời ơi là trời, đây nữa nè. Vậy là nó vòng vô cái cây này nó mới nó lột. Ơi ơi, đem lên. Rồi rồi, rắn này rắn hổ. Ôi trời ơi là trời,
Ừ, quý vị biết này là hổ gì quý vị? Trời ơi, trời ơi là trời, khủng khiếp này. Trời ơi nè, quý vị coi nè, này là cái ức nè, này cái ức nè, một một cái nốt dãy ức nè, một cái nốt dãy ức bằng với một cái ngón tay tôi luôn nè, bằng ngón tay tôi nè. Quý vị coi nè, cái vỏ lột của nó nè. Trời ơi, ở tôi thọ cái tay tôi vừa luôn quý vị nè, tôi thọ cái tay ra tôi nông được luôn nè. Trời ơi, vậy là khu vực này có một cái con này. Trời ơi, chết rồi chết rồi, đừng nói tên, đừng kêu nó. Rồi rồi, cái này là ông may rồi, ông may rồi, tại vì cái nốt nè quý vị coi nè, cái này thì nằm trong cái họ ông may rồi nè đó. Trời ơi, quý vị coi nè, nó bự nè. Trời ơi nè quý vị, tôi thọt nguyên cái bàn tay tôi vô luôn nè. Trời ơi, còn cái đoạn này nữa nè. Trời ơi, đây, bành cái lưng ra cho quý vị coi nè. Đó, một gan của tay tôi luôn này nè, mà nó bị rớt mất nữa nè. Trời ơi, đây, cái phần đuôi dài ra đây, đoạn này mất rồi. Trời ơi, khủng khiếp. Trời ơi, chết rồi. Ở đây có. Thôi, rút quân quý vị ơi. Chị nước. Đây. Trời ơi, quá khủng khiếp. Trời ơi, tôi thọt nè. Để tôi thọt cái chai nước vô cho quý vị coi. Trời ơi, nó tanh rình luôn á. Ủa, cái mùi nó tanh rình nè quý vị ơi. Đây này. Trời ơi, đừng nói cái hoành nó bằng cái chai nước này nha. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Chết rồi. Trời ơi, lọt luôn rồi quý vị, vừa luôn nè. Đó, cái chai nước của tôi nè, chai lít rưỡi, mà cái vỏ nó vừa. Thì cái này mà anh chị cô chú nào mà đi rừng không quen á thì biết cái loại này rồi ha. Nhưng mà tôi khẳng định cái ức này rồi cộng với cái phần dãy, thì quý vị tưởng tượng đi, khi mà nó cất cái đầu lên thì cái phần ức này nó bành ra. Thì bây giờ mình trừ hao đi, trừ hao cái độ giãn nở của nó đi, thì con này phải mười mấy ký, khoảng mười mấy hai chục ký ăn lên. Ôi trời ơi, à quý vị coi nè, đó tanh rình luôn. Ôi nó tanh mùi luôn quý vị. Đây nè, vũ vậy nó cho mấy gì thấy nè. Đây cái bề quanh nè, à đó. Trời ơi, tôi thọt cái tay tôi vô vừa luôn nè, thấy chưa quý vị. Đây còn một cái vòng tròn nó tương đối hoàn chỉnh nè đó. Trời ơi, con này con gì quý vị? Chết rồi, coi cái dải nó lên nè. Trời ơi, không được rồi, tình hình này. Rồi rút quân quý vị ơi, bữa nay là không có tìm vườn trà được đúng quý vị. Hẹn quý vị bữa sau nha. Rồi xong rồi. Ôi, ở đây có ông này. À, vậy là ông nằm ở khu rừng chòi này quý vị. Vậy là dưới này có những cái hang động, hang đá. Ai, cách đây mấy năm thì tôi có đi cánh dưới thì có hang. Đó, bữa này. Ôi, hết hồn, hết vía. Ôi, bây giờ xuống cầm cái cây. Cái cây. Đây là nãy ống lòn vô trong đây nè. Ống lòn vô cái lọt cái kẻ này đâu quý vị. Đây, lọt cái kẻ này. Trời ơi. Trời ơi là trời. Khủng khiếp. Trời ơi là trời, khủng khiếp quý vị ơi. Coi cái ức của ổng nè, mà chỉ một miếng thôi á, nó còn thiếu bên đây nè quý vị. Thiếu bên cái đầu ngón tay tôi là thiếu nè. Còn cái dãy nè, cái nốt dãy nè, cái phần ức nè, một nốt dãy bằng một cái đầu ngón tay. Vậy thì ông này ông khủng rồi. Đó. Trời ơi. Rồi, xong rồi. Thôi, kết thúc.
Tôi coi nãy giờ tôi có quên tôi nói cái địa chỉ quý vị. Tại vì Hà nói địa chỉ á, người ta biết, người ta lên đây người ta tìm. Có nhiều người á, họ không có sợ đâu. Nhưng mà thôi, mình phải tìm cách á, mình tuyệt mật cái này, nhưng mà mình sẽ cắt đi cái phần địa chỉ để cho không người ta biết. Rồi. Ôi, khủng khiếp. Rồi, xong mày, hiểu rồi. Thôi, thôi đừng kêu tên nha, đi rừng. À, khi gặp này á, thì kinh nghiệm mấy ông mà già đi rừng, ông chỉ tôi á, mà có đi rừng trên núi á, gặp ở tên, đừng có kêu tên, đừng có nên kêu tên. Rồi, xong rồi. Trời ơi, quý vị ơi, cái ức nè. Trời ơi, cái dải ức nè. Tôi xé một miếng cho quý vị xem nè. Đây, một miếng nhỏ. Đây, cái miếng dải ức đâu này. Đây, nè quý vị. Một miếng dải ức. Có phải là bằng, nè thấy không? Nó bọc, bọc được ngón tay tôi luôn nè. Chỉ là một miếng vảy thôi nha. Rồi, xong rồi. Trời ơi, tanh rình luôn. Tanh hôi quá. Hèn chi. Cái đoạn này nó hoang vắng mà nó rẹt 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 nãy giờ. Rồi rồi. Không biết nãy giờ tôi có nói cái địa chỉ không? Nếu có nói địa chỉ chắc tôi cắt cái địa chỉ ra. Để tuyệt mật cái chỗ này. Để chỗ này cho nó sinh sống. Chứ không phải là gì hết đó quý vị. Tại vì mình sợ, mình đi, mình tôn trọng cái nữa, mình bảo vệ. Nhưng mà mình không có thể nào mà mình tiết lộ cái địa chỉ ở khu vực này nha. Rồi, bây giờ chắc có lẽ mình tạm dừng cái video này. Đây, để mình quay lại cái vị trí rừng này cho quý vị xem nè. Đó, xuống dưới là cái thung lũng nguyên một cái cánh rừng luôn quý vị. Rồi, thôi thôi thôi, thu gói, thu gói. Trời ơi, trời ơi, trời, cầm xuống luôn đi, cầm xuống đi. Đem một kỷ niệm, kỷ niệm. Ui, nó tanh rình luôn. Trời ơi, khủng khiếp. Ai. Rồi rồi, chắc có lẽ là tôi tạm dừng video đây luôn quý vị ha. Rồi hẹn gặp lại quý vị ở một cái câu chuyện tiếp. Rồi, chút nữa chắc là tôi xuống núi tôi đăng cho quý vị. Giờ tình hình là đạn túa ở trên núi rồi. Đó. Khủng khiếp rồi, bữa nay lạc lên nè. Lạc lên cái chỗ này. Trời ơi. Duyên số làm sao quá trời. Không ngờ luôn. Hèn chi nãy giờ có linh tính làm sao đó. Nó ẩm ở dưới quý vị, tôi nghe âm thanh nó rẹt rẹt mà quý vị thấy nè. À, cái áo của nè, cái áo của ổng nè. Quý vị thấy không, tôi cầm một nắm áo luôn, đó. Ghê không? Ừ. Ở dưới kêu lập bập luôn á. Thôi 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 thôi, rút quân, rút quân, rút quân. Ôi. Ôi, tanh quá. Mỗi khi mà tôi đi rừng á, thôi tôi thường hay rủ thêm một người đó quý vị. Nhưng mà bữa nay họ bận rồi đó, thành ra là đi một mình. Vừa tìm lại cái vườn trà của nhà vua Bảo Đại, vừa tìm lại những cái hang động. Nhưng mà quý vị thấy tình hình là đi một mình nó cũng căng lắm quý vị. Chẳng hạn như trước mắt quý vị, nãy giờ leo qua. Tôi toàn là đi cắt đường rừng không quý vị, không có đi kiểu mà đi theo cái đường mà hay đi họ họ đi leo núi đâu. Cái cây gai nó móc một cái là rớt liền, rớt nón rớt đồ liền đó. Xuống đó là một cái hang động đó quý vị. Sao thiệt. Chẳng hạn như đây nè quý vị, đây là một cái hang động điển hình nè. À, tôi đi rừng đi núi á, tôi có chuẩn bị đèn pin. Bước vào cửa hang cho quý vị xem. Đó. Hỏi làm sao mà nó có được quý vị. Đó, đi thẳng xuống cái ngách đó quý vị. Đó, thông lên. Đó, đi thẳng xuống ngách đó. Ê cha, có nữa kìa. Ồ, có cái gì lạ lạ quý vị, ngay chỗ bóng đèn tôi rọi luôn quý vị. Nó có gai. Nó sần sùi. Đó, đi thẳng xuống đó là cái hang động đó quý vị. Đó, tôi bước vô luôn này, cho quý vị xem cái độ lớn của cái lòng hang đó. Bước vô một tí nữa nè. Ồ, quý vị thấy nè, đó. Ghê chưa? Ừ, trong đây là nằm ngủ vi vu được luôn nè. Ừ, đi thẳng xuống là cái lòng hang bên dưới nữa. Ôi, quá mệt với bữa nay là quá sợ rồi. Chẳng hạn như đây nè quý vị, hang động nè quý vị ha. Đó, đi thẳng vô trong kia đó, nó tối om luôn quý vị. Nó láng o trong trong đó hết luôn á. Bởi vậy rừng thiêng nước độc mà quý vị, mình đâu biết được.
ở đây có một cái cây cây kiển lá nè quý vị. Ai mà thích sưu tầm kiển lá là đây. Xin lỗi quý vị là chắc có lẽ là tôi không để lại cái địa chỉ trong cái video này nha quý vị ha. À, bảo mật một tí xíu để cho cái nơi mà sinh sống động vật hoang dã đó được an toàn hơn nha quý vị.